Das ist mein Geldbeutel. Das ist nicht meine Schere. Das ist ihre Schere. Những từ như là mine, minor hay là ihre được gọi là những đại từ sở hữu, possessive pronomen. Chỉ nghe như vậy thôi thì bạn cũng đã có thể biết được là cái chức năng của nó là gì đúng không ạ? Đó là nó miêu tả một cái sự sở hữu giữa người và vật hay là một cái sự phụ thuộc. Trong tiếng Việt thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần thêm chữ của vào trước đại từ nhân xưng là chúng ta đã có một cái chức năng của đại từ sở hữu. Ví dụ như là tôi, của tôi, bạn, của bạn, anh ấy, của anh ấy, vân vân. Còn trong tiếng Anh thì chúng ta có những cái đại từ sở hữu là những cái từ riêng biệt mà chúng ta bắt buộc phải học thuộc. Ví dụ như là I, my, you, your, she, her, vân vân. Và tiếng Đức thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Chúng ta cũng có những cái đại từ sở hữu. Và các bạn hãy cùng mình xem là trong Đức chúng ta có những đại từ sở hữu nào nhé. Ich, mein, mein, tôi, của tôi. Du, dein, dein, bạn, của bạn. Er, sein, sein, anh ấy, của anh ấy. Sie, ihr, ihr, cô ấy, của cô ấy. Es, sein, sein, nó, của nó. Các bạn có thể nhận thấy rằng đại từ sở hữu của er, anh ấy, và es, nó, thì giống nhau. Wir, unser, unser, chúng tôi, của chúng tôi. Ihr, euer, euer, các bạn, của các bạn. Sie, ihr, họ, của họ. Sie, ihr, viết hoa, sẽ là ông, bà, hoặc là của ông, của bà. Ở đây thì các bạn thấy có những gì đặc biệt ạ? Chúng ta có đến 4 từ ihr. Và theo như mình quan sát thì hầu hết những học sinh của mình thường hay nhầm lẫn giữa những cái từ ear này. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn là sự khác biệt của chúng là gì nhé. Ở cột bên trái của các bạn, chúng ta có những cái đại từ nhân xưng. Nếu ear là đại từ nhân xưng thì nó có nghĩa là các bạn. Ở trong tiếng Anh thì chúng ta không có từ tương tự, bởi vì bạn hay là các bạn đều chỉ là you. Còn với ihr trong tiếng Đức ở đây thì các bạn có thể hiểu là all of you, tất cả các bạn. Còn ở cột bên phải của các bạn thì chúng ta có những cái đại từ sở hữu. Nếu ihr là đại từ sở hữu ở dạng số ít thì nó có nghĩa là của cô ấy. Còn nếu như mà nó ở dạng số nhiều thì nó có nghĩa là của họ. Đại từ sở hữu thực chất cũng là một dạng của mạo từ, bởi vậy nên là nó cũng có thể gọi là possessive article. Mà đã là mạo từ thì bắt buộc nó phải chia. Cách chia mạo từ ở các cách như là nominative, accusative và dative thì mình đã hướng dẫn cho các bạn ở bài thứ 11 và 12. Nếu như mà chưa nắm rõ về kiểu đó thì các bạn có thể xem lại cái video này trước khi mà sang cái phần tiếp theo sau đây. Đại từ sở hữu ở dạng số ít thì được chia như là những cái mạo từ không xác định. Còn ở dạng số nhiều thì các bạn chỉ cần thêm đuôi e hoặc là en. Chúng ta lấy ví dụ những cái danh từ sau đây. Das Buch, quyển sách, nó là danh từ dùng chung. Der Stift, cái bút, đây là danh từ dùng đực. Die Tasche, cái túi, đây là danh từ dùng cái. Và die Bücher, những quyển sách, đây là dạng số nhiều của Das Buch. Ở nominative thì chúng ta sẽ chia mạng từ như thế này. Chúng ta có ein Buch, ein Stift, eine Tasche. Chúng ta không có số nhiều trong mạng từ không xác định. Còn đối với đại từ sở hữu thì chúng ta sẽ chia như sau. Mein Buch, mein Stift, meine Tasche, meine Bücher. Các bạn thấy cái điểm giống nhau giữa mạng từ không xác định và đại từ sở hữu không ạ? Cái đuôi của nó đều hoàn toàn giống nhau. Còn
Ở dạng số nhiều thì các bạn chỉ cần thêm đuôi e vào sau đại từ sở hữu thôi. Còn ở accusative thì chúng ta sẽ chia như sau: ein Buch, einen Stift, eine Tasche. Với đại từ sở hữu: dein Buch, deinen Stift, deine Tasche, deine Bücher. Với dativ: einem Buch, einem Stift, eine Tasche. Với đại từ sở hữu ở dativ: eurem Buch, eurem Stift, eure Tasche und euren Büchern. Các bạn lưu ý với đại từ sở hữu euer của các bạn thì đối với danh từ giống cái ở dạng ở cách nominative và accusative thì chúng ta sẽ chuyển nó thành eure chứ không phải là eure. Ok? Good. Đại từ sở hữu cũng có chức năng thay thế cho danh từ. Ví dụ như là: Is that dein Auto? Yeah, this is mine. Is that die Tasche von Jana? Nein, das ist nicht ihre. Những từ như là meins hay là ihre là những cái đại từ sở hữu có chức năng thay thế cho danh từ bởi vì nó đứng một mình và không có danh từ đi theo nó. Thông thường trong một ngữ cảnh nhất định, khi mà một đồ vật đã được xác định rồi thì người ta không phải nhắc lại nó nữa. Trong tiếng Anh thì chúng ta cũng có những cái đại từ tương tự như vậy. Ví dụ như là yours, hers, theirs, ours, vân vân. Thông thường các bạn chỉ cần thêm đuôi s vào sau đại từ sở hữu. Còn trong tiếng Đức thì hơi phức tạp hơn một chút. Đó là các bạn phải chia những cái đại từ sở hữu thay thế cho danh từ này tùy thuộc vào cái danh từ mà nó thay thế. Đuôi của đại từ sở hữu lúc này nó sẽ được chia như là mạo từ xác định. Các bạn lưu ý là mạo từ xác định nhé. Mình lấy ví dụ những cái danh từ như sau: das Buch, der Stift, die Tasche, die Bücher. Ở cách 1 nominative, chúng ta sẽ có những cái đại từ sở hữu thay thế cho danh từ được chia như sau: meins, meiner, meiner, meiner. Các bạn thấy những cái đặc điểm như thế nào ạ? Đối với cả mạo từ xác định chúng ta có das. Còn đại từ sở hữu ở đây chúng ta thêm đuôi s. Cái đuôi s này ở đây các bạn có thể hình dung là nó lấy cái đuôi s của mạo từ das. Và còn với cả der Stift chúng ta có meiner. Cái đuôi er các bạn thêm vào đại từ sở hữu mine ở đây nó có thể hình dung lấy từ đuôi er của der. Còn đối với cả die Tasche chúng ta có meiner. Đuôi e ở đây các bạn có thể hình dung là nó lấy từ cái đuôi e của mạo từ die. Ở dạng số nhiều thì cũng tương tự như vậy. Meiner. Đuôi e ở đây cũng là lấy từ mạo từ die. Alles klar. Chúng ta sang với accusative. Với mạo từ xác định thì chúng ta sẽ có ở accusative như sau: Das Buch, den Stift, die Tasche, die Bücher. Cũng tương tự như với nominative thì chúng ta sẽ có những cái đại từ sở hữu thay thế cho danh từ được chia như sau: deins, deinen, deiner, deiner. Với dative chúng ta sẽ có dem Buch, dem Stift, der Tasche, dem Büchern. Với đại từ sở hữu thay thế: seinem, seinem, seiner, seinen. Ok, hy vọng là video này đã giúp ích được cho các bạn. Mình khuyên các bạn là nên xem lại những cái bài học thứ 11 và 12 để có thể nắm được rõ hơn về mạo từ article und các cách nominative, accusative und dative. Để có thể nhớ lâu hơn thì các bạn cũng nên vận dụng những cái kiến thức đã học để làm bài tập với cái đường link ở dưới. Good! Và các bạn đừng quên theo dõi trang Facebook của mình để có thể cập nhật được những cái chia sẻ thú vị nhé. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald!